Kính chào quý vị, mời quý vị theo dõi bản tin thời sự buổi sáng của Đài Phát thanh và Truyền hình Long An. Sau đây là một số tin tức đáng lưu ý, mời quý vị cùng điểm qua trước khi theo dõi phần nội dung chi tiết. Long An phấn đấu có 51 khu công nghiệp vào năm 2023. Đưa dù lượn thành sản phẩm hấp dẫn của du lịch Đà Nẵng. Tình thế giới, Israel dành 27 tỷ đô la Mỹ mở rộng hệ thống đường sắt. Thưa quý vị, trên lĩnh vực công nghiệp, những năm qua và trong giai đoạn tới, tỉnh Long An kiên định mục tiêu đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác thu hút đầu tư, đặc biệt là các nhà đầu tư có nguồn lực tài chính, công nghệ tiên tiến, quản trị hiện đại, thu hút đầu tư vào các ngành có hàm lượng công nghệ cao, thân thiện với môi trường, giá trị gia tăng cao. Tỉnh sẽ thành lập mới 17 khu công nghiệp khi đáp ứng đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định. Phấn đấu đến năm 2030, toàn tỉnh có 51 khu công nghiệp với tổng diện tích trên 12.400 ha. Quy hoạch mới 28 cụm công nghiệp với tổng diện tích trên 1.800 ha. Tổng số các cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh là 72 cụm với tổng diện tích là gần 3.990 ha. Đồng thời sẽ phát triển khu kinh tế cửa khẩu Long An tại thị xã Kiến Tường, các huyện Mộc Hóa và Vĩnh Hưng, xây dựng khu kinh tế Long An tại huyện Cần Giuộc và huyện Cần Đước, trở thành động lực tăng trưởng mới theo hướng hệ sinh thái công nghệ cao, đổi mới sáng tạo và trung tâm logistics của tỉnh khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện tiêu chuẩn theo quy định của pháp luật. Thưa quý vị, phát triển và duy trì sinh kế bền vững đối với lao động di cư luôn là một nội dung quan trọng trong chủ trương đường lối phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Long An. Sau đại dịch, tỉnh đã có nhiều giải pháp nhằm phục hồi sinh kế, ổn định đời sống cho lao động di cư. Long An hiện có 18 khu công nghiệp đang hoạt động với tỷ lệ lấp đầy khoảng 86,2%, 23 cụm công nghiệp đang hoạt động với tỷ lệ lấp đầy 87%, trên 11.000 doanh nghiệp có vốn đầu tư trong và ngoài nước đang hoạt động. Qua thống kê của Liên đoàn Lao động tỉnh, địa phương thu hút gần 400.000 lao động, trong đó có đến 50% là lao động nhập cư. Để ổn định đời sống và sinh kế cho người lao động, Liên đoàn Lao động tỉnh đã có nhiều phong trào mô hình hiệu quả và các chương trình được triển khai thực hiện như trao sữa yêu thương, ấm tình công đoàn trao gửi yêu thương, cùng em đến trường, chuyến xe nghĩa tình, kết nối yêu thương, kịp thời thực hiện tốt các chính sách chăm lo, hỗ trợ cho đoàn viên và người lao động. Xin chuyển sang những thông tin khác. Thưa quý vị, trường tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông Hà Long vừa tổ chức lễ kỷ niệm 78 năm ngày truyền thống Công an Nhân dân Việt Nam 19 tháng 8 năm 1945, 19 tháng 8 năm 2023 và 18 năm Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc 19 tháng 8 năm 2005, 19 tháng 8 năm 2023. Đây là một trong hai đơn vị được thành phố Tân An chọn làm điểm phong trào năm 2023. Trong những năm qua, công tác an ninh trật tự và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc của trường tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông Hà Long đã đạt được những kết quả nổi bật. Trong năm học, 100% cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh trong trường đã ký cam kết thực hiện tốt các quy định về an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy, phòng chống ma túy, tai nạn thương tích. Năm 2023, trường tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông Hà Long là một tập thể được Ủy ban Nhân dân thành phố Tân An tặng giấy khen vì có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Với phương châm cơ bản, thiết thực, chất lượng, hoạt động của lực lượng dân quân tự vệ trong toàn tỉnh đã ngày càng đi vào nề nếp, khả năng sẵn sàng chiến đấu được nâng lên, phát huy trách nhiệm trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững chắc. Thời gian qua, việc xây dựng lực lượng dân quân tự vệ vững mạnh rộng khắp được các địa phương trong tỉnh triển khai thực hiện theo quy định của pháp luật về dân quân tự vệ. Tính đến đầu năm nay, tỷ lệ dân quân tự vệ đạt trên 1,7% so với dân số của toàn tỉnh. Tỷ lệ đảng viên trong dân quân tự vệ chiếm khoảng 25%. Hàng năm, lực lượng dân quân tự vệ đều được huấn luyện đúng nội dung, thời gian quy định, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng trong bảo vệ an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội ở nông thôn. Qua đó, từng bước xây dựng lực lượng dân quân tự vệ vững mạnh rộng khắp, làm nòng cốt thực hiện công tác quốc phòng quân sự ở cơ sở, góp phần thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao trong tình hình mới. Thưa quý vị, thời gian qua, công tác quản lý tại các điểm kinh doanh dịch vụ Internet, trò chơi điện tử, công cộng đã được các cơ quan chức năng địa phương trên địa bàn tỉnh tăng cường quản lý giám sát. Nhờ vậy, hoạt động của các loại hình dịch vụ này dần đi vào ổn định.
Trong quý 2, các địa phương đã tiến hành kiểm tra 67 cuộc trên 137 đối tượng, giảm 66 cuộc, giảm 97 đối tượng so với cùng kỳ năm 2022. Không có trường hợp nào bị xử lý vi phạm hành chính do hoạt động quá giờ quy định. Nhìn chung, công tác tuyên truyền, kiểm tra, giám sát từ các cấp các ngành được quan tâm thực hiện. Qua đó, ý thức chấp hành quy định pháp luật của các đại lý Internet, điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn tỉnh được nâng cao. Liên quan đến thông tin về y tế, Trung tâm Y tế huyện Tân Thạnh tổ chức tập huấn phương pháp kỹ năng truyền thông cho đội ngũ cộng tác viên dân số, gia đình và trẻ em năm 2023. Tại lớp tập huấn, các học viên đã được lãnh đạo Chi cục Dân số Kế hoạch hóa gia đình tỉnh giới thiệu kỹ năng tuyên truyền vận động về dân số và phát triển, duy trì mức sinh thay thế, giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh, nâng cao chất lượng dân số, chăm sóc sức khỏe người cao tuổi và phát huy vai trò người cao tuổi, kỹ năng truyền thông vận động. Lớp tập huấn nhằm nâng cao kỹ năng truyền thông về công tác dân số trong tình hình mới, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu về dân số, sức khỏe sinh sản năm 2023 và những năm tiếp theo. Hàng năm, ngành y tế Long An đều thực hiện hình thức chuyển giao kỹ thuật từ tuyến trên cho tuyến dưới thông qua việc cử cán bộ xuống tuyến dưới và cán bộ tuyến dưới lên tuyến trên nhằm tăng cường năng lực cho tuyến dưới, hạn chế chuyển người bệnh cho tuyến trên. Theo đó, các bệnh viện trong tỉnh được chuyển giao nhiều kỹ thuật chuyên môn mới hiện đại từ các bệnh viện tuyến trên tại thành phố Hồ Chí Minh như Bệnh viện Nhân dân 115, Đại học Y Dược, Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch, Chợ Rẫy, Hùng Vương, Bệnh viện Cấp cứu Trương Chương. Đồng thời, Bệnh viện Chợ Rẫy cũng đào tạo cho cán bộ y tế bệnh viện tuyến tỉnh với nhiều chuyên đề. Theo đó, Bệnh viện Đa khoa Long An đã chuyển giao kỹ thuật cho các trung tâm y tế huyện có giường bệnh. Từ đây, Trung tâm Y tế huyện đã tổ chức các lớp đào tạo lại cho cán bộ y tế tuyến xã. Đặc biệt, Bệnh viện Đa khoa Long An là bệnh viện vệ tinh của các bệnh viện hạt nhân như Bệnh viện Chợ Rẫy, Từ Dũ, Chấn thương Chỉnh hình và Bệnh viện Nhi đồng 1. Việc chuyển giao khoa học kỹ thuật từ đề án 1816, bệnh viện vệ tinh góp phần nâng cao chất lượng khám và điều trị bệnh, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân ngày càng tốt hơn. Thưa quý vị và các bạn, thành phố Đà Nẵng nổi tiếng với cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ và tươi đẹp. Và để có thể thu vào tầm mắt toàn bộ khu bảo tồn thiên nhiên bán đảo Sơn Trà, bãi biển Mỹ Khê và toàn cảnh thành phố Đà Nẵng, thì Dù Lượng được xem là trải nghiệm không thể bỏ qua. Dù Lượng không động cơ được xếp vào các môn thể thao mạo hiểm. Người tham gia sẽ lấy đà nhảy hoặc thả từ độ cao nhất định, sau đó bay tự do bằng cánh dù cho đến khi tiếp đất. Trọng lực và sức gió được tận dụng để nâng dù lên không trung và ổn định hướng bay. Với một cái không gian như này và khi mà được trải nghiệm trên những cánh dù mà bay và được ngắm cảnh thành phố như này thì có lẽ là một trải nghiệm rất là tuyệt vời. Và trong tương lai thì hy vọng rằng là tôi cũng có một lần nào đó được trải nghiệm thử sức với cả cái bộ môn dù lượn này để được ngắm thành phố ở trên một cái điểm nhìn rất là một cái tầm view rất là độc đáo. Hiện nay, dịch vụ dù lượn trên bán đảo Sơn Trà cũng được Ủy ban Nhân dân thành phố cho phép kinh doanh thí điểm nhằm phát triển điểm bay, quảng bá hình ảnh thành phố, tạo nên sản phẩm du lịch thể thao mới hấp dẫn. Mỗi chuyến bay cùng phi công trong 15 đến 20 phút, hiện có mức giá khoảng gần 2 triệu đồng. Đây là một trong những điểm bay gần được xem như là đẹp nhất Việt Nam và thuận tiện nhất Việt Nam. Cho nên chính vì lý do đó, chúng tôi rất là tập trung để mà quảng bá, để xây dựng cái sản phẩm này trong tương lai trở thành một cái sản phẩm du lịch tiềm năng và thu hút du khách. Dù còn khá mới mẻ, nhưng Dù Lượn cũng là một trong số những trải nghiệm được du khách đánh giá cao khi đến Đà Nẵng, bởi có thể cảm nhận trọn vẹn vẻ đẹp của bán đảo Sơn Trà và biển Mỹ Khê từ độ cao gần 700 mét so với mực nước biển. Gần đây, những tour du lịch về giới thiên nhiên, tách biệt với sự đông đúc náo nhiệt đời thường hay còn gọi là du lịch chữa lành được rất nhiều người lựa chọn, đặc biệt là nhóm khách gia đình. Gia đình chị Hồng vừa có chuyến du lịch tại huyện Lạc Dương, thành phố Đà Lạt về đến thành phố Hồ Chí Minh, cắm trại, nấu ăn và thưởng thức ẩm thực bên bờ suối. Dành thời gian trò chuyện với các thành viên trong không gian riêng tư gần gũi với thiên nhiên là một trải nghiệm vô cùng đặc biệt lần đầu tiên gia đình chị Hồng lựa chọn. Chiều ra đó mình gia đình mình cũng không biết là đã bị mất sóng điện thoại đó, tất cả mọi công việc là đang xử lý dở dang á, đó thì là sẽ phải ngay lập tức là không còn sóng để mà tiếp tục nữa. Thế nhưng mà tuy nhiên có trong cái mình lại nghĩ là trong cái rủi nó lại có cái may đó, thì khi mà như vậy thì mình đang có những cái vấn đề trong công việc thì mình sẽ chậm lại một chút, thì khi mà mình chậm lại như vậy á, thì mình sẽ có cái thời gian để mình suy nghĩ thấu đáo hơn, có thời gian tương tác cho con cái, cho chồng. Loại hình du lịch chữa lành đang được nhiều người lựa chọn trong mùa hè năm nay vì những giá trị về mặt tinh thần.
Và để có được một không gian riêng tư cùng với những gói dịch vụ hoàn hảo thì chi phí là không hề rẻ, thậm chí có thể đắt hơn nhiều lần, nhưng giá trị về mặt chữa lành được đặt lên hàng đầu để du khách lựa chọn. Du lịch trải nghiệm thì mình hướng đến những nơi trẻ trung hơn. Những nơi trẻ trung hơn thì những nơi đó thường thì cái chi phí nó sẽ thấp hơn một chút. Còn với những cái du lịch mà nghỉ dưỡng thì mình sẽ hướng tới những nơi mà nó yên tĩnh hơn, thì thường thì nó sẽ có cái giá dịch vụ cũng như là cái giá khách sạn nó sẽ mắc hơn một chút. Theo khảo sát từ các công ty lữ hành tại thành phố Hồ Chí Minh, xu hướng du lịch chữa lành, du lịch theo nhóm gia đình đang được đông đảo khách hàng lựa chọn cho kỳ nghỉ hè 2023. Nhiều công ty ghi nhận có đến 85% khách hàng mua tour cho gia đình và hơn 30% trong số đó đi theo nhóm gia đình 3 thế hệ. Tour du lịch hè không chỉ có ý nghĩa du lịch đơn thuần, còn là chuyến đi gắn kết các thành viên trong gia đình cùng trải nghiệm nghỉ dưỡng và chung đắp tình cảm. Chúng tôi nhìn thấy một cái động thái cực kỳ tích cực trong nhu cầu của khách hàng là phát triển những cái tour chất lượng cao hơn, thay đổi một dịch vụ đặc biệt hơn, những điểm đến mới lạ hơn thay vì những điểm đến đã bị nội địa hóa. Đối mặt với áp lực của cuộc sống hiện đại, con người thường có xu thế tìm đến những điểm đến bình yên và an lành. Du lịch chữa lành lên ngôi cũng bởi lẽ đó. Cảm giác buông bỏ mọi áp lực, hòa mình cùng với cảnh đẹp đất trời đã giúp nhiều người tìm thấy năng lượng tích cực từ những chuyến đi này. Các nhà lập pháp và các nhóm dân sự đối lập ở Hàn Quốc và Nhật Bản đã lên tiếng phản đối kế hoạch xả thải từ nhà máy điện hạt nhân Fukushima ra biển. Kế hoạch đang được chính phủ Nhật Bản quyết tâm thực hiện từ tháng 8 này, trong bối cảnh dư luận vẫn chưa hết lo ngại về những tác động và hậu quả có thể gây ra. Tại Hàn Quốc, giới lập pháp dẫn kết quả thăm dò dư luận cho biết, quá bán số thành viên quốc hội và 85% dân số phản đối việc Nhật Bản xả nước thải nhiễm phóng xạ ra biển. Nhìn chung mọi người lo ngại rằng, hành động này không chỉ gây ô nhiễm cho vùng biển khu vực, mà còn cả các đại dương trên toàn thế giới. Tại một cuộc trao đổi khác, đại diện các nhóm dân sự Nhật Bản cam kết sẽ thực hiện sự phản đối mạnh mẽ đối với kế hoạch này. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu thông báo nước này có kế hoạch dành 100 tỷ shekel, tương đương 27 tỷ đô la Mỹ, để mở rộng hệ thống đường sắt nhằm tăng cường kết nối các vùng ngoại biên với đại đô thị Tel Aviv, đồng thời hướng tới mục tiêu sẽ kết nối được Ả Rập Xê Út. Thủ tướng Netanyahu đã giới thiệu các sáng kiến cơ sở hạ tầng, trong đó có dự án một Israel nhằm mở rộng năng lực giao thông đường sắt, rút ngắn thời gian di chuyển đến trung tâm kinh tế và chính trị xuống 2 giờ. Bên cạnh đó, ông Netanyahu cũng đề cập đến triển vọng củng cố mạng lưới vận tải đường sắt từ cảng Eilat đi địa Trung Hải, thậm chí có cả tuyến kết nối Israel do Ả Rập Xê Út và Vịnh Ả Rập. Hiện chính phủ Israel đang nghiên cứu những sáng kiến này. Thông báo trên được đưa ra sau khi các quan chức cấp cao Mỹ tới thăm Ả Rập Xê Út tuần trước để thúc đẩy cơ hội thiết lập các mối quan hệ chính thức giữa Vương quốc Hồi giáo và Israel. Hy Lạp đang đối mặt với một đợt nắng nóng kỷ lục khiến hệ sinh thái của nước này đang đối mặt với nguy cơ cháy rừng ngày càng lớn. Giới chuyên gia nước này đưa ra đánh giá trên sau khi quốc gia Nam Âu vừa trải qua 2 tuần nắng nóng kỷ lục với những trận cháy rừng dữ dội. Theo Bộ Bảo vệ Dân sự Hy Lạp, trong tháng 7 vừa qua, lực lượng cứu hỏa đã phải nỗ lực ứng phó với hơn 600 đám cháy, tương đương 50-70 đám cháy mỗi ngày. Cháy rừng đã thiêu rụi 50.000 hecta đất và khiến tháng 7 trở thành giai đoạn gây thiệt hại đất đai nghiêm trọng nhất trong 13 năm qua ở Hy Lạp. Doanh nghiệp và các trang trại trên các đảo Corfu, Rhodes, Evia cùng với các vùng nông thôn gần Volos ở miền trung Hy Lạp là những nơi chịu thiệt hại nhiều nhất. Theo nhận định của Liên hiệp Lâm nghiệp Hy Lạp, cháy rừng liên tiếp đang khiến hệ sinh thái nước này đối mặt với nguy hiểm khi cảnh quan thay đổi theo hướng giống với khu vực châu Phi. Để tránh nguy cơ rơi vào phá sản, nhiều trung tâm thương mại đã tự chuyển đổi công năng thành khu phức hợp, nơi khách hàng có thể vừa mua sắm, vừa tham gia các hoạt động vui chơi giải trí để thu hút được nhiều hơn sự quan tâm của người dân, đặc biệt là giới trẻ. Hubin là khu trung tâm thương mại lâu đời, nơi đây từng có thời điểm rơi vào khủng hoảng doanh thu khi lượng khách hàng giảm mạnh trong thời gian dài, khiến nhiều quầy hàng buộc phải đóng cửa.
Tuy nhiên, sau những nỗ lực trùng tu và thay đổi theo hướng mới lạ, trẻ trung hơn, sự ra đời của khu phức hợp Hubin 88 đã kéo cả trung tâm thương mại này ra khỏi vực thẳm. Câu chuyện của Hubin 88 tại Trung Quốc cho thấy tầm quan trọng của việc các trung tâm thương mại nên học cách thay đổi để làm mới mình. Để tồn tại lâu dài, các trung tâm cần phải đa dạng hóa và thích ứng với việc thay đổi sở thích của người tiêu dùng, đặc biệt là giới trẻ. Làng Hobbiton ở New Zealand, nơi từng được chọn làm bối cảnh trong loạt phim ăn khách chúa tể những chiếc nhẫn, đang thu hút rất nhiều khách du lịch trên thế giới. Theo quản lý làng Hobbiton, vào thời điểm này những năm trước, nơi đây rất thưa vắng do ít có khách du lịch tới thăm. Thế nhưng năm nay mọi thứ trở nên khác hẳn nhờ sự kiện giải World Cup bóng đá nữ 2023 đang diễn ra tại nước này. Làng cổ tích Hobbiton được xây dựng để làm phim trường cho hai bộ phim Chúa tể của những chiếc nhẫn và The Hobbit của đạo diễn Peter Jackson. Khi hai bộ phim quay xong, nơi này được cải tạo thành một khu du lịch hấp dẫn thu hút du khách từ khắp nơi trên thế giới. Phần tin thế giới vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin thời sự buổi sáng của Đài Phát thanh và Truyền hình Long An. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.